Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại đầu cù lao dài 4 km, đe dọa đời sống và sản xuất của khoảng 30.000 người. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của các bộ ngành ở Trung ương để thực hiện công trình chống sạt lở cho cù lao Tân Lộc. Chuyên gia đánh giá trung bình mỗi năm, cù lao Tân Lộc sạt lở từ 1 đến 1,2 hectare đất. Nguyên nhân là do cát dưới đáy sông bị mất cân bằng, dòng chảy thay đổi và các hoạt động khai thác của con người.